chào quý khách hàng thân mến của BAH. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal K8 Max Pro. Bây giờ mình sẽ quay xa hơn để mọi người có thể xem rõ được luồng tia của đèn. Như mọi người thấy là đèn nó phủ rộng 360 độ thì nó sẽ xài tốt cho không gian từ 30 cho đến 60 mét vuông như quán bar, vũ trường, phòng bay, phòng karaoke, nhạc sôi động. Đèn này nó có chế độ cảm ứng theo nhạc nên mọi người có thể sử dụng cho những không gian nhạc sôi động hoặc là những cái không gian nhạc nhẹ nhàng, bolero, trữ tình cũng rất là phù hợp. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BH bên mình. Và dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boa L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.